Úi trời ơi, ghê răng chưa? Ghê răng chưa? Tôi ôm con dao bé mỏng của tôi, đang đang theo cha dọc bờ sông trắng xóa. Một ngày mùa thu đeo cha qua sông, một ngày dòng sông đầy nắng và gió. Con dao sang giờ mặt gió, con xin thương ngài lội sông, lội sông đi mãi. Chị hãy thương ngài ra đứng đầu đình, chị hãy nghèo, chị hãy buồn, chị hãy cô đơn, chị hãy khóc. Chẳng chương chi đâu bỏ lại ra sầu cho em, bỏ lại dòng sông đầy gió. Con sao sang sầu mặt khó, con xin thương ngài lội sông, lội sông. Thương nhau quấn quýt lá trầu cau, yêu nhau hoa đã đã chờ nhau. Thương cả nỗi sầu sầu tan sâu, thương cả môi sầu sầu thương ngài. Thương cha con sao bé mỏng thủy chung của mẹ, thương anh con sao đứt ruột chờ mong của mẹ, thương cha mẹ đưa qua sớm. Một ngày mùa thu Hà Nội mùa thu đông, Hồng Hà mùa thu phê chưa các đại ca ơi? Phê rồi thì chốt lại đi ạ. Sau đó là alo cho em nhé, mời các bác hãy cùng theo dõi video để đấu giá cũng như là giới thiệu về sản phẩm ngày hôm nay. Xin mời các bác. Hello. Mời quý vị và các bạn hãy cùng trở lại với sân khấu của bên trung tâm điện tử Hải Phương, đóng trên địa bàn An Lạc, Chí Linh, Hải Dương, số nhà 65 Bờ Đa, đang lên sóng một bộ combo siêu siêu chất.
phải hết tầm, chơi phải lên tình điểm. Chúng ta thấy rằng là đồ Mỹ nó đánh rất là xa, tiếng súc của loa Mỹ nó đánh đẩy ra hàng trăm mét luôn. Đâu cần nhiều đâu, cứ hàng chấp mà chơi. Một lần sống trên đời, cái đời này không phải là bao nhiêu ngôi nhà, bao nhiêu chiếc xe, bao nhiêu mảnh đất, mà cái để lại cho chúng ta đó là ghi lại cái dấu ấn về cái chất chơi. Và đặc biệt là chơi âm thanh, nó sẽ là cơ hội để quy tụ được rất nhiều anh em bạn bè, và nó sẽ tạo niềm vui cho tất cả con cháu trong gia đình. Có đúng không các bác? Đến nhà ông anh, đến nhà ông chú, đến nhà ông bác, có một bộ dàn karaoke đẳng cấp như thế này, con cháu nó quây quần, nó không muốn về luôn. Đặc biệt này, có thêm 2-3 két bia nữa thì quá cuốn hút luôn. Đẳng cấp đúng không con? Các bác hãy cùng nhìn cho em này. Phải nói rằng ngày hôm nay em đang có một đôi loa 4733X đẹp đứt tay luôn các bác. Tất cả mọi thứ còn nguyên bản. Các bác nhìn này, hàng thi đấu luôn á. Bác nào có đôi loa mới hơn và đẹp hơn thế này mang đến đây thi đấu cho em. Nói thật, nói chung nó quá đẹp. Này các bác nhìn này, một bát 40 từ 22 cùng 100, một bát 40 từ 22 cùng 100, một chép từ 22 cùng 100, từ những con ốc này chưa cả mở luôn các bác này. Đấy. Quá mới, từ những cái nẹp này các bác thấy này, em còn không cả muốn mở ra cơ, bởi vì là nó quá nét, quá phẳng luôn. Vỏ này các bác nhìn này, ánh kim mới cứng cựa. Nhìn cái hậu này các bác nhìn này, nó sáng, nó trong veo thế này cơ mà. Em nói rằng đôi loa này có thể mang đi thi đấu để lấy tiền mang về cho chủ nhân đấy. Những con ốc này gần như chưa mở một lần nào, quá mới. Phải nói rằng đôi 725 này nó quá xuất sắc. À, đôi 74733 ấy, em nhầm. Các bác nhìn cái keo nó này, đôi loa này nếu mà những anh em bán trên thị trường hiện nay không dưới 72 triệu, không dưới 72 triệu. Các ốc này các bác nhìn ốc này, nó gần như là chưa có vết mở cả. Hàng bao zin tuyệt đối, sạch đến mức độ gần như là chưa có hạt bụi. Đôi này các bác đến với anh Phương thì anh Phương chỉ để cho các bác với giá bao nhiêu? 63 triệu. Hàng không đẹp không lấy tiền. Em nói luôn là hàng không đẹp không lấy tiền, và miễn mặc cả, miễn bao ship. Bởi vì đôi loa này, nó là đôi loa mà em tuyển về không với mục đích thương mại, mà hàng này tuyển về bởi vì nó quá đẹp. Em không hay bán 4733, nhưng mà riêng đôi này thì đúng là ngay từ bước đầu tiên nhìn thấy nó là em đã ưng ý ngay. Kể cả bỏ ra một đống tiền như này nhưng mà bán không thương mại để cho cơ hội cho các bác chơi, với cái mức đầu tư phải nói là cực kỳ hợp lý. Em nói 63 triệu các bác chỉ chưa mua được đôi 725 chứ chưa nói được mua 4733X. Cho nên là các bác đừng mặc cả em không bán được, và cũng không bao ship các bác nhé. Các bác ở gần thì đến trở về xem loa trở về, còn bác nào ở xa thì vui lòng các bác đặt cọc, sau đó là các bác sẽ trả tiền ship các bác nhá. Tiền ship đôi này nếu mà vào miền trong chắc nó rơi vào tầm khoảng độ trên 1 triệu. Đôi này là đôi nặng và đôi to, có nghĩa là nó rơi vào tầm khoảng 65 triệu quay đầu. Nhưng mà nếu 65 triệu mà các bác đi mua, chưa chắc bác mua được đôi loa đẹp như này. Đôi loa này em nói luôn các bác nhé, không cần mở nội thất. Em nói luôn, em bao đẹp không đẹp trả này em.
em trả toàn bộ cước hai đầu. Nói thế cho nhanh các bác. Bên dưới này chúng ta có một combo nữa cũng đợi x. Hai cái con này là nó được thiết kế là dành cho nhau. Con này là 4718X. 4718X hàng xịn các bác nhá. Cái ống của nó có chữ Made in USA đấy. Hàng xịn thì nó có cái ống nó có Made in USA. Và con này thì hàng xịn giá thành của nó là 23 triệu. Còn nếu các bác mua hàng nhái thì hàng này có hàng đóng mới thì giá thành đâu đó của nó khoảng 19-21 triệu. Bát của nó từ 22 côn 100. Đấy. Con này là có một số vết tích nhỏ của thời gian này này các bác này. Đấy, cái nào đến đâu này em nói luôn đấy. Con này nhưng mà nói tóm lại là vết tích của thời gian đã qua sử dụng. 650g thôi. Thành ra mọi người mua nhớ gọi. Nó không đáng kể các bác. Đôi súp này em đang bán cho các bác với 46 triệu. 46 triệu cộng với đôi loa 63 triệu tức là 109 triệu. 109 triệu cái combo này. Bác nào có nhu cầu đầu tư thì alo cho em với số máy 097198. Chơi combo này em nói rằng quá đỉnh. Nó dành cho những bác mà có không gian rộng. Và em khuyến khích các bác là 4733 phải là không gian rộng thì mới chơi được, còn không gian hẹp thì thôi các bác nhá. Bởi vì nó rất là mạnh. Nó rất là mạnh. Trừ trường hợp là những bác nào mà nặng tay thì thôi chơi thế nào cũng được. Những bác nặng tay mà chúng em hay trêu là nặng tay cho nên là chơi loa nào nó cũng giống nhau thôi. Cho nên là ví dụ như đôi loa này thì không gian rộng là ưu tiên, nó phóng rất xa và rất là khỏe. Các bác mà có bạn bè anh em đông mà đến cứ thỉnh thoảng giao lưu thịt chó uống rượu, hoặc là thỉnh thoảng nhà con cháu đông mà nó cứ đến, hoặc là bác trưởng trường họ chẳng hạn, hoặc là những anh em nào có điều kiện mà mua tặng những cái cơ quan hoặc là nhà thờ thì là chúng ta sử dụng những cái dòng này quá đỉnh luôn các bác. Bền bỉ theo năm tháng, khó khi nào nó bị chết đâu các bác, còn nó rất là chất các bác. Số máy của em là 0971998555. Bác nào đầu tư thì alo cho em nhé. Xin cảm ơn các bác rất nhiều.